Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã số 13 ngày 30 tháng 5 năm 2023 đối với đối tượng Tô Khánh Huy, sinh năm 2003, hộ khẩu thường trú tại ấp Cây Kè, xã Quách Phẩm Bắc, huyện Đầm Rơi, tỉnh Cà Mau về tội cướp giật tài sản. Cũng phạm tội cướp giật tài sản và phải nhận quyết định truy nã số 1709 ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Công an thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đối tượng Nguyễn Tấn Beo, sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú tại ấp Thọ Mai, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau. Cướp giật tài sản được hiểu là hành vi công khai nhanh chóng giật lấy tài sản của người khác và nhanh chóng tẩu thoát để tránh sự phản kháng của chủ tài sản hoặc người quản lý tài sản. Theo Điều 171 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội cướp giật tài sản có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 20 năm hoặc tù trung thân, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Còn về tội trộm cắp tài sản, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng. Đối tượng Nguyễn Tấn Phụng sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại khu phố 2, phường 4, thành phố Gò Công, tỉnh Tiền Giang và đối tượng Nguyễn Anh Thảo sinh năm 2005, hộ khẩu thường trú tại 458C, khu phố Nội hóa 1, phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội trộm cắp tài sản có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm, phạt tù từ 6 tháng đến 20 năm, phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất, mức độ phạm tội. Tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069 234 5860 hoặc 069 232 1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn. Đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện.